Sáng nay, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 do Thiếu tướng Phạm Hoàng Long, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và bộ đội địa phương năm 2021 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Hoa Lư, Gia Viễn. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Đinh Công Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, đoàn đánh giá trong thời gian qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị đã thực hiện tốt công tác xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, bộ đội địa phương, đặc biệt là triển khai thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng các đơn vị đã chủ động khắc phục và triển khai đúng kế hoạch, đủ nội dung và có nhiều đổi mới về phương pháp, thực hiện nghiêm các quy định về chế độ sẵn sàng chiến đấu, duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến, trực phòng không, tổ chức xây dựng lực lượng đúng quy định, thực hiện tốt công tác tham mưu huấn luyện và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng, bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho các lực lượng, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, triển khai phòng chống dịch COVID-19 đồng bộ hiệu quả. Kết luận buổi kiểm tra, đoàn ghi nhận biểu dương sự nỗ lực cố gắng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các cơ quan đơn vị, đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đi sâu, đi sát hơn nữa để nâng cao chất lượng công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, có chiều sâu các mặt công tác, thực hiện một số giải pháp khắc phục những hạn chế đã được đoàn công tác chỉ ra nhằm xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trước đó, đoàn đã có buổi làm việc và tổ chức kiểm tra tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hoa Lư và Gia Viễn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.